Thôi thầy, thầy cứ đặt tay đây cho nó dễ điều khiển. Nhưng mà thầy ơi, thầy đừng đặt tay lên đùi em. Thầy đặt tay lên đây là để thầy dễ nhắc nhở. Dạy mấy cái cô lái xe phụ nữ này cứ phải chỉ bảo từng tí một. Đây, nhanh nhanh lên. Thầy em đi thì cũng phải từ từ mà lên đến nơi chứ. Thầy quát ầm ĩ làm em đi em còn sốt không cả ruột đấy. Không chỉ riêng em là học viên của thầy đâu nhá. Vâng. Còn bao nhiêu cái học viên đã chờ đợi mà đăng ký giờ để thực hành thực tế trên xe là còn chưa đến lượt đấy. Cái đấy em biết ạ. Nhưng mà thầy bớt nóng tính đi. Gọi lên xe đi. Trước khi lên xe. Vâng. Cái điều lưu ý nhất của một học viên. Vâng. Mà một tài xế là phải lưu ý điều gì? Là thắt dây an toàn. Đây, chọc vào cái lỗ đây. Kéo dài cái an toàn của thầy ra. Thế. Được chưa thầy? Đấy. Khởi động máy. Nổ rồi. Thầy nổ trước tao chủ. Thế thì làm sao em biết được? Thì đấy là như thế. Xong là hạ phanh tay. Đây là cái phanh tay. Đấy, khi ở đấy là hạ phanh tay. Đồng thời chân đạp côn. Côn là bên trái bên phải thầy? Cái này là sẽ tuyệt động. Sao như thầy cái là biết? Thầy nói được. Thầy hôm nay thầy quên. Thế thì làm sao bởi em biết được? Phụ nữ thì phải dùng cái chân ga tự động thì nó mới ấy được. Thế là cái này nó chỉ có ga mới lệ phanh thôi thầy? Đúng rồi. Bên trái là phanh. Đây là phanh. Dạ. Nhưng mà bỏ cái chân này gác hẳn để im một chỗ. Hiểu không? Cái chân này phải để im một chỗ này. Đấy. Để tránh cái sự nhầm lẫn. Đấy, còn chân này là để ở giữa vị trí của chân ga và chân phanh. Đây, để giữa này ạ? À? Dô, đúng rồi. Nhưng đấy. Mà thầy ơi, cái ghế này nó cứ ngửa ngửa về đằng sau. Im đây này, có. Đây, thầy dạy kỹ nha. Là nhấc cái chân này. Không, nhấc cái, đấy, đúng rồi. Nhấc cái chỗ mấy ngón chân đấy. Là để mình xoay sang cho nó dễ. À, hiểu không? Nghĩa là mình sẽ chống gót lên. Rồi. Còn đầu ngón chân thì mình sẽ chuyển sang trái sang phải. Đúng rồi, là phải rồi. Em là thật sự là rất là có năng khiếu về lái xe. Nhưng mà thầy ơi, thầy cho em học số tự động này thì đến lúc em lên xe số sàn em học thế nào được? Thì lúc ấy học số sàn sau. Bây giờ là cứ học cái số tự động đã nó dễ trước đã. Bởi vì cái xu hướng bây giờ là các em là có điều kiện mua xe là đa số là đi số tự động cho nó nhàn. Đấy, nhá. Bắt đầu đi số. Kéo cái này về số D. Kéo hẳn về đằng sau thôi. Đúng rồi. Thế nhưng mà chân em có phải giẫm phanh không? Đấy, chân giẫm phanh trước đi ra. Có khi nào chân em ngắn không thầy? Đây à? Rồi, để đấy giẫm phanh nào đi á. Xong là kéo số về số D. Thế là kéo thẳng về đằng sau. Rồi. Thầy ơi, không được. Đây, cái này nó có cái khóa này. Phải bóp cái này lại xong mới kéo được. Đấy. À, thế nó có cái khóa đằng sau. Dạ. Đấy, về số D. Rồi. Nhả chân phanh ra từ từ nhìn đứng trước. Bởi vì cái này là nó sẽ chạy. Nhả ra đây thầy. Rồi, đấy. Nhả từ từ. Đấy. Xong chuyển chân phanh sang chân ga. Ga nhẹ nhẹ từ từ. Đấy, lái sang bên phải. Vặn lái sang bên phải. Đây ạ? Ồ. Chuyển chân ga sang chân phanh. Ui, từ từ chứ. Nhưng mà thầy có bảo em là từ từ đâu. Thế bây giờ thầy nói nhá. Là thôi thầy cứ đặt tay đây cho nó dễ điều khiển. Nhưng mà thầy ơi, thầy đừng đặt tay lên đùi em. Thầy đặt tay lên đây là để thầy dễ nhắc nhở.
Nhưng mà thì có muốn học không? Em có. Đặt tay lên đây để thầy gọi là ra tín hiệu nó chứ. Hiểu không? Khi nào mà phanh là thầy bóp một cái. Đấy, khi nào thầy phanh nhá, nhớ nhá, nhớ tín hiệu là thầy bóp một cái. Nhưng mà thế này thì đau thầy ạ. Thầy bóp gọi là ra hiệu thôi. Bóp cho nó cảm thấy thích thôi. Gọi là có nghĩa là có cái cảm giác để là mà mình nhớ là phải chuyển chân ga sang chân phanh. Là thầy bóp một cái là phải phanh. Phanh mình cũng tùy theo trường hợp, phanh gấp, phanh từ từ để mình còn lựa được trên cái đường trường, hiểu không? Đó, nhớ đấy. Bóp một cái là phanh. Còn khi nào thầy chuyển tay sang bên này, nháy 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 thì là bấm xi nhan để mình xin đường, hiểu không? Nhớ cái ký hiệu đấy. Nhưng mà như thế này thì buồn khó đi lắm thầy ạ. Có gì mà buồn? Có nghĩa khi nào thầy mà xoa xoa này là nhớ là mình phải xoa vô lăng để mình nhẹ nhàng chuyển hướng. Thế là mình xoay vô lăng này ạ. Rồi đấy, khi nào thầy xoa xoa này là vào cái đường khúc cua ấy. Nhưng mà buồn thầy ạ. Thì có muốn lấy bằng khá, bằng giỏi không? Dạ, hay là muốn trượt? Dạ em có muốn lấy bằng ạ. Thế thì im để còn thầy còn ra cái ký hiệu để mà biết chứ. Khi nào thầy xoa xoa này là mình sẽ đồng thời mình xoa vô lăng để chuyển hướng cái xe cho nó đi theo cái chiều hướng mình mong muốn, hiểu không? Rồi em hiểu rồi ạ. Đấy, cứ thế đi. Thế là nhọc quá trời. Chân ga, chân phanh. Rồi bây giờ ấy, đấy là chân ga, đừng có. Thế là đây là chân ga. Rồi trước tiên là để đi số, mình đạp chân phanh lại. Đây ạ. Rồi. Thế là kéo hết số về số D. Rồi bỏ chân phanh từ từ ra. Từ từ ra. Rồi xong chuyển chân phanh sang chân ga. Thế này là chuyển chân phanh sang chân ga. Ờ, chuyển và ga từ từ, ga từ từ. Ôi, ga nhẹ thôi, bỏ đi. Cứ đi như thế, thế là mình chuyển hướng. Đây này, xoa đuôi đây, xoa đuôi là chuyển hướng. Xoay này. Rồi, đúng rồi. Xoa đuôi. Thầy mà xoa sang bên phải là mình sẽ xoay cái vô lăng sang phải. Xoay vô lăng sang phải. Rồi, xoay kịch đi. Xoay kịch luôn. Kịch luôn. Kịch luôn hả thầy? Rồi. Như thế này đừng có phanh. Rồi, đấy. Kịch luôn. Hết cơ. Hết cơ. Hết cơ hả thầy? Rồi. Như này được chưa? Rồi, đưa đi. Ôi, phanh. Đấy, đúng rồi. Đấy, thầy bóp. Thầy bóp một cái mà phanh thế là biết tín hiệu rồi đấy. Nhưng mà thầy bóp đau này, em phanh đột ngột này, có khi nào mà xe đằng sau người ta đi người ta không chủ động được không thầy? Còn khi muốn lùi thì mình lại đạp phanh vào. Đạp phanh vào. Đẩy cái này lên chữ R. Đẩy lên chữ R. Rồi. Đây. Rồi, bắt đầu là nhìn gương. Nhìn gương ạ. Rồi. Nhìn gương bên trái ạ thầy. Bên trái bên phải đều phải nhìn. Có. Nào, nhả phanh ra. Đấy. Đấy, từ từ nó khắc lùi. Đúng vô. Muốn rẽ bên phải thì mình xoay xoa vô lăng bên phải. Xoa vô lăng bên phải. Rồi. Muốn rẽ bên trái thì đấy, nhìn vào gương kia. Đấy. Nhìn vào gương này thôi. Rồi. Muốn rẽ bên trái thì mình xoa. Đấy, cái thấy cái tay của thầy, cảm giác tay của thầy xoa sang bên trái là em sẽ sang trái và xoay sang phải là sang phải. Đấy, thấy không? Đấy, nó dễ thôi. Như thế này thì mai kia mà học số tự động, à số sàn thì em làm nào thầy? Số sàn thì lúc ấy học sau, còn cái nguyên lý thì nó cũng là như nhau cả thôi. Đó, hiểu không? Vâng, em hiểu ạ. Thế là được rồi. Đấy, khi dừng. Dùng là để lên chữ P là ký hiệu là phanh đỗ. Là phanh đỗ ạ. Rồi. Còn cái chữ N này là gì ạ thầy? Chữ N này là về số mo. À. Là về số 0. Là không có số. Ga cũng chả đi mà phanh nó cũng chả đi. À. Thế. Đấy. Thế hiểu chưa? Vâng em hiểu rồi ạ. Ừ. Thế thì được rồi.
Thế bây giờ xuống xe xem thầy xuống xe xong cho em đi một vòng xem em thạo chưa nhá. Nhưng mà thầy ơi, em sợ lắm, nếu mà một mình em đi. Không phải sợ, có thầy ở đây rồi thì có gì mà sợ. Dạ, được rồi ạ. Em là có tố chất năng khiếu ấy, chứ không phải chuyện vừa đâu. Thầy cũng thèm được cái tố chất năng khiếu như em đấy. Thầy chỉ là dạy lái xe về ô tô thôi. Thầy còn muốn nâng bằng lên là lái máy bay ấy. Mà thầy không đủ cái tố chất đấy, thầy không theo được cái món lái máy bay đấy. Nó chóng mặt lắm. Thôi, được rồi, em ấy đi. Em tự đi đi nhá. Được chưa? Đấm chỗ đi. Đấm chỗ. Chạm bên đây. Chạm bên đây. Chạm bên đây. Chạm bên đây. Ôi, bảo như thế nào đây? Dạ. Đá bảo dù. Vâng. Không có chịu nghe cái ra hiệu là thế nào. Anh đã bảo là cái khi mà cảm giác của em ấy, vâng, cái lúc anh xoa đùi em sang bên bên trái ấy. Vâng. Tại em phải đánh hết cái vô lăng sang bên trái chứ. Nhưng mà anh có ở trên này xoa đùi em đâu mà em biết đánh. Mày cứ phải thực tế thế à? Vâng. Phải mình phải lưu ở trong đầu ấy là tưởng tượng nha. Lúc nào thầy chỉ sang trái là lúc ấy thầy đã xoa đùi em bên trái, hiểu không? Vâng. Quá rồi. Thế em đi thẳng thì là xoa gì ạ? Ở đấy. Thầy còn quên không, chưa bảo cái đi thẳng ra hiệu. Khi đi thẳng ấy là nhớ cái ngón tay của thầy mà nó chổng ngọc lên trên ấy là cứ đi thẳng, hiểu không? Vâng. Rồi. Đấy, nhớ một cái lưu ý cho thầy cái là khi nào ngón tay của thầy là nó ngọc lên trên đấy. Vâng. Nó cứ ngóc lên trên là đi thẳng. Nhớ chưa? Thế chứ không cần phải là xoa cái gì ạ? Không, xoa là cái tín hiệu. Tín hiệu dễ trái dễ phải. Thầy mà em khổ quá, em bây giờ em phải định hướng một cái trong đầu của em ấy. Em hiểu không? Vâng. Là mình cứ nghĩ ở trong đầu là khi nào muốn quay sang bên trái là cái tay của thầy đang nghỉ xoa đùi bên trái của em. Vâng. Còn muốn xoay sang phải, chuyển hướng sang phải ấy, vâng, thì là tay của thầy chuyển sang chân phải là bên cái đùi phải của em đấy. Vâng. Mà lúc mà thầy xoa nó buồn buồn đấy. Vâng. Thế còn đi thẳng ạ? Ở giữa ấy thầy, đi thẳng. Thì đi thẳng đã bảo rồi mà. Thì em cứ nhìn lấy cái ngón tay của thầy mà nó ngóc lên trên, ngóc hẳn thẳng lên, hiểu không? Vâng. Đấy, thế là đi thẳng, nhớ chưa? Rồi rồi ạ. Nhớ chưa, được chưa? Vâng, vâng. Thích lắm, học lái xe với thầy thích lắm. Vâng.